Ukraine nói phi công Nga đào tẩu đã chết. Tình báo Ukraine tuyên bố Maxim Kumino, phi công Nga lái trực thăng đào tẩu sang nước này năm ngoái, đã qua đời nhưng không cho biết chi tiết. Chúng tôi có thể xác nhận rằng anh ấy đã chết, phát ngôn viên Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, GUR, Andriy Yusov cho biết hôm 19 tháng 2 khi được đề nghị bình luận về số phận của phi công Nga đào tẩu Maxim Kumino, nhưng không công bố thêm thông tin nào. Truyền thông Tây Ban Nha trước đó đưa tin một người đàn ông Ukraine được tìm thấy trong tình trạng đã chết với nhiều phát đạn trên người hôm 14 tháng 2, bên ngoài ngôi nhà ở thị trấn Villajosia thuộc tỉnh Alican. Nhân chứng nói rằng một ô tô rời hiện trường ngay sau sự việc, các nhà điều tra đã tìm thấy chiếc xe trong tình trạng cháy rụi. Tờ Ukraina Prava dẫn nguồn tin giấu tên trong GUR nói rằng Kumino quyết định chuyển đến sinh sống tại Tây Ban Nha thay vì ở lại Ukraine. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin. Kumino, đại úy thuộc Trung đoàn trực thăng độc lập số 319 của Nga, hồi tháng 8 năm 2023 điều khiển trực thăng Mi-8 đáp xuống sân bay Poltava ở Ukraine. Trong video phỏng vấn được GUR công bố sau đó, Kumino cho biết đã chủ động liên hệ với giới chức Ukraine và nhận được đảm bảo về an toàn cho bản thân cùng gia đình nếu đồng ý đào tẩu và mang theo chiếc Mi-8. Tướng Kirilo Budanov, lãnh đạo GUR, cho biết có hai quân nhân Nga khác ở trên chiếc Mi-8 vào thời điểm máy bay hạ cánh. Những người này không biết về kế hoạch đào tẩu của Kumino và đã tìm cách chạy trốn khi nhận ra mình đang ở sân bay đối phương, buộc lực lượng Ukraine phải vô hiệu hóa. Tuy nhiên, truyền thông Nga nói rằng vết đạn trên thi thể hai quân nhân cho thấy họ bị Kumino hạ sát trước khi hạ cánh, khiến Kumino có thể bay tới Poltava mà không bị cản trở. Tình báo Ukraine tháng 9 năm 2023 đã thưởng 18,4 triệu hryvnia, tương đương 500.000 đô la Mỹ, cho Kumino theo đạo luật do Quốc hội nước này thông qua. Người thân của phi công Nikita Kirianov, một trong hai quân nhân Nga nói trên, bày tỏ hoài nghi về thông tin Kumino đã chết. Tài khoản Fighter Bomber của một phi công tiêm kích Nga cũng đưa ra quan điểm tương tự. Đây là lần thứ ba xuất hiện thông tin Kumino bị ám sát. Rất có thể đó là tin giả hoặc tình báo Ukraine đang tìm cách che giấu tung tích của kẻ phản bội này, phi công này cho hay. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.